Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Seltos phiên bản 1.4 AT Premium, phiên bản cao cấp nhất hiện tại đang phân phối của dòng xe Kia Seltos mà trong cái video ngày hôm nay, thời điểm ngày 26 tháng 7 năm 2023, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất dành cho AT Premium của Kia Seltos, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về phiên bản này. Phiên bản này thì được nhiều người quan tâm và lựa chọn khi mà option của nó thì đầy đủ. Tại thời điểm này thì cái mức giá cũng đang rất là hợp lý. Bản Seltos Premium này sử dụng động cơ máy 1.4 turbo, sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá bán, mức giá niêm yết là 699 triệu. Tại thời điểm dịp cuối tháng thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại mà linh động từ bên phía đại lý mình, lăn bánh ở tỉnh đâu đó có 728 triệu, ở Hà Nội đâu đó có 755 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 748 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 728, ở Hà Nội là 755 và thành phố Hồ Chí Minh là 748 triệu đồng. So với mức giá lăn bánh thời điểm dịp đầu tháng thì cũng linh động được thêm khoảng tầm chục triệu, đúng không ạ? Trả góp bản Premium này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 168 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 197 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 188 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 168, Hà Nội là 197 và thành phố Hồ Chí Minh là 188 với AT Premium dịp cuối tháng 7. Và nhân tiện cái video này thì mình cũng xin phép và giới thiệu những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option, tính năng an toàn và tiện ích dành cho anh chị khách hàng lần đầu quan tâm về phiên bản đầy đủ option nhất này. Về phần ngoại thất thì cái phần mặt ca lăng vẫn theo dạng hình mũi hổ với những cái chi tiết dạng 3D bên trong nhìn cực kỳ là khỏe khoắn và bao viền xung quanh cả trên cả dưới. Có một cái miếng ốp mạ chrome tạo cái điểm nhấn và nó nhìn cái phần đầu xe này nhìn nó sáng hơn. Tiếp theo nữa, phần công nghệ đèn trang bị cho bản Premium là đèn pha cốt là dạng full LED nhé. Cụm đèn phía dưới này là cái đèn xi nhan anh chị ạ. Đèn pha cốt đã là dạng full LED và có chế độ có tính năng đó là tự động bật tắt, đèn auto đấy ạ. Đó là về phần đèn. Tiếp theo nữa thì cái bên dưới này chúng ta có cái đèn sương mù. Đèn sương mù này thì cũng là dạng LED luôn. Cho cái đèn này thì sẽ giúp chúng ta phá sương, tạo tầm nhìn tốt hơn khi mà đi trời mưa hay là trời sương mù anh chị nhé. Đó là về phần đầu xe, điểm nhấn thì nó là về cái công nghệ đèn, rồi là những cái chi tiết ở cái phần mặt ca năng theo dạng nổi khối 3D nhìn cũng rất là bắt mắt. Logo của Kia thì được đặt ở bên trên phần nắp capo. Sang cái phần sườn xe của bản Premium này thì chúng ta sẽ quan tâm tới đầu tiên đó là cái la răng. La răng của bản Premium hay các phiên bản còn lại đều giống y nguyên như nhau, đều có kích thước là 17 inch. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản này còn có cả cảm biến áp suất lốp luôn anh chị nhá. Bản Premium này có cả cảm biến áp suất lốp luôn. La răng 17 inch, phanh đĩa bốn bánh. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ sang cái phần gương chiếu hậu của xe. Gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương. Và sơn gương thì được sơn cùng màu với cả màu thân xe. Cái màu trước mắt các bác đó là cái màu cam. Cái màu này thì cũng nhiều người dùng. Những cái dòng xe gầm cao 5 chỗ thì cái màu cam rất là dễ, nhìn rất là dịu. Tiếp theo nữa là phần tay nắm cửa thì cả cửa chính, cửa phụ đều có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key và đều được ốp mạ chrome phần tay nắm cửa rồi. Cơ bản là Kia Seltos thì có kiểu dáng thiết kế khi mà so sánh với cả chiếc xe cùng phân khúc là Hyundai Creta thì nhìn Kia Seltos đâu đó có cái dáng vẻ nó hầm hố hơn, nó to hơn anh chị ạ, kiểu là như vậy. Seltos thì sử dụng máy 1.4 turbo, thế còn Creta thì máy 1.5 hút khí tự nhiên anh chị nhá. Đó cũng là một vài những cái sự khác biệt. Seltos sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp, thế còn Creta thì sử dụng hộp số tự động 6 cấp anh chị ạ. Đây là khu vực đằng sau này của Seltos này, bản Premium có một cái miếng chrome nối giữa hai phần viền đen, logo của Kia nhìn cũng rất là khỏe khoắn. Cái phần đèn này thì nếu chúng ta trời tối bật thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ở đây này chúng ta có cam lùi tích hợp sẵn theo xe nhá. Bản Pre này có cam lùi này, có cảm biến lùi này, đây tổng cộng là 4 cảm biến lùi khu vực đằng sau này. Ngoài ra thì cái thanh cản trước này được sơn nhựa màu bạc anh chị nhá, cản sau sơn nhựa màu bạc. Gầm của xe thì cũng tương đối là cao. Chiếc xe Kia Seltos này khoảng sáng gầm xe của nó là 190 anh chị nhé. Khoảng sáng gầm xe là 190 mm.
Bên trên này là chúng ta có một cái anten dạng vây cá này, sơn cùng màu thân xe này. Bản Premium là bản có cửa sổ trời các bạn nhé. Bản này có cửa sổ trời, các phiên bản còn lại thì không có đâu. Đây này, chúng ta có một cái viền chân kính cũng được ốp mạ chrome rồi. Đó, bản Premium bên trong không gian nội thất bên trong thì nó có thể gọi là màu này là màu be đi cho nó dễ, đúng không ạ? Nhìn sáng xe. Đấy, táp lô thì là màu đen, không gian bên trong tương đối là rộng rãi thoải mái. Gầm cao 5 chỗ cỡ B thì mình nghĩ là không gian bên trong cũng gọi là ok rồi, không phải lan tăn về cái này cả. Ở đây chúng ta có một cái cửa gió điều hòa này, rất là to đúng không ạ? Cửa gió điều hòa, vị trí người lái, bao viền xung quanh là chi tiết ốp nhựa màu bạc. Và bên dưới này chúng ta có cái nút tắt bật hệ thống chống trơn trượt anh chị nhá. Ngoài ra thì đèn auto đây đúng không ạ? Tự động bật tắt. Vô lăng bọc da ba chấu, chi tiết khâu mũi chỉ rất chi tiết tỉ mỉ. Bản này có 6 túi khí, các phiên bản còn lại thì có 2 túi khí thôi. Có cruise control, ga tự động anh chị nhá. Đi đường trường, đường dài thì nó rất là cần thiết, nó đỡ phải đạp phanh, nó đỡ mỏi chân anh chị ạ, có đơn giản vậy thôi. Màn hình giải trí 10,25 inch, tích hợp map, radio, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đấy, màn hình to bản, dễ thao tác, dễ sử dụng, dễ nhìn. Bên dưới là hệ thống điều hòa một vùng anh chị nhá. Và có hai cái cửa gió điều hòa trung tâm này, nút đèn ở start top này. Đèn hệ thống điều hòa này thì có với cái phiên bản Premium này, chúng ta còn ở hệ thống điều hòa này thì còn có cái chế độ gọi là lọc không khí ấy, có chế độ là lọc không khí anh chị nhá. Riêng cái bản Premium này mới có thôi. Đấy, hộp số ly hợp kép 7 cấp, cần số đi dạng thẳng này, có làm mát ghế này. Bản đặc biệt này, bản Premium này mới có làm mát ghế anh chị nhá. Các phiên bản còn lại không có làm mát ghế đâu. Rồi chúng ta có phanh tay cơ này, đúng ạ, có bệ tì tay bọc da đường khâu mũi chỉ màu trắng. Thế còn ghế chính của nó thì là khâu chỉ là chỉ đỏ, tạo cái dự cảm giác thể thao hơn. Đây, những cái đường vân ghế đây là mát ghế đây, ghế điều chỉnh điện vị trí người lái anh chị nhá, điều chỉnh lên xuống rồi là điều chỉnh độ ngả lưng. Đó là bản Premium có ghế chỉnh điện, có làm mát ghế, có 6 túi khí, có cốp điện, đó là những cái đặc điểm nâng cấp hơn đấy. Rồi là có sạc không dây. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất mà Top Caravan giới thiệu về cái phiên bản AT Premium này. Bản này chúng ta có 6 loa anh chị nhé. Xe tốt thì tất cả các phiên bản sẽ có 6 loa, bệ tỉ tay bọc da rồi. Anh chị mà chúng ta quan tâm về Kia xe tốt phiên bản 1.4 AT Premium bản đầy đủ option nhất này, hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình nhá. Miền Bắc nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam nhờ quý các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể cập nhật chính sách giá cũng như là chương trình khuyến mại tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Đây là một chiếc xe được hưởng 50% lệ phí trước bạ nữa, cực kỳ ok luôn. Xin chào ạ.